California, Hồng Tứ Đoàn Trong xin tân nói người chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Thế Giới Chuyển Động. Good morning, Hồng Tứ. Chào buổi sáng anh Đoàn Trọng và xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang cùng theo dõi chương trình Thế Giới Chuyển Động. Hôm nay chúng ta bước vào chương trình của ngày thứ ba, ngày 6 tháng 10 và như thường lệ Hồng Tứ cũng xin được phép gửi đến cho quý vị bản tin dự báo thời tiết. Ngày hôm nay một vài những thành phố ngay tại miền Nam California, ban ngày nhiệt độ cao nhất ở khoảng 84 độ F là 29 độ C và ban đêm nhiệt độ thấp nhất ở khoảng 63 độ F là 17 độ C. Đi đến miền Bắc California, ngày hôm nay ban ngày nhiệt độ cao nhất ở khoảng 83 độ F là 28 độ C và ban đêm nhiệt độ thấp nhất nằm ở khoảng 56 độ F là 13 độ C. Kính thưa quý vị, hôm nay là một trong những ngày mà tất cả các giới truyền thông quan tâm đến việc sinh hoạt của Tổng thống Donald Trump trở lại tại White House. Thì việc trước tiên thì chúng tôi phải nói đến một cái vấn đề mà mọi người trên hành tinh này hiện nay đang bàn cãi sát nay nhiều nhất, đó là vấn đề màu sắc. Hồng Tứ thì có thể nói là theo dõi thời trang màu sắc, Hồng Tứ có biết rằng cái màu nào mà trên thế giới, trên hành tinh này đang chọn là cái màu tốt nhất cho người phụ nữ không? Màu nào thế anh Đàn Trọng? À, wow. Vậy là cô là phụ nữ mà cô không, không tìm để được. Ý rồi, cái này phải hỏi anh Đàn Trọng. Hôm nay thì người ta bắt đầu nói rằng là năm 2021 sẽ một cái màu mà tất cả các giới phụ nữ đều nhìn nhận và những người hành tinh đều thích thú cho cái màu đó đối với nhân loại, đó là màu hồng. À, màu hồng. Màu hồng, pink color, tôi không hiểu. Thế màu hồng nó tượng trưng cho cái gì? Hồng Tứ biết đó là tổ chức mà họ để phòng chống lại ung thư ngực thì họ chọn cái màu hồng là màu chủ đạo. Đúng rồi. Thì Hồng Tứ đoán thôi, nào giờ thì mình nghe nói đến phái nữ, phái đẹp thì họ nghĩ tới màu hồng, còn phái nam thì họ nghĩ đến màu xanh dương. Thì ngày hôm nay có lẽ là cũng thêm một phần nữa là về cái hiệp hội mà họ phòng chống ung thư ngực, cái màu chủ đạo của họ là màu hồng. Cho nên Hồng Tứ đoán là chính là một trong những lý do họ chọn cái màu này. Sáng nay tôi chợt nhớ vì tôi thấy áo cô cũng bật áo màu hồng nữa, thành ra tôi mới nhớ là ồ, chắc có lẽ cô là người theo dõi vấn đề này muốn nói cái điều ra. Nhưng bây giờ thì chúng ta trở lại vị tổng thống thứ 45 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đó là ông Donald Trump. Bây giờ thì chúng ta việc trước tiên, Hồng Tứ thấy tất cả các tin tức chiều hôm qua vào lúc 6 giờ chiều thì ông đã rời khỏi quân y viện Wateris. Nhưng thật sự ông đã xuất viện hay chưa? Thưa quý vị, về vấn đề này thì gọi là nếu như mà một người rời khỏi viện, có nhiều người sẽ nghĩ là ồ, chắc là hết bệnh thì mới được rời khỏi viện. Nhưng đây không phải là trường hợp của Tổng thống Donald Trump. Ông được phép rời khỏi Walter Reed và trở lại với White House, có nghĩa là trở lại Tòa Bạch Ốc. Nhưng đi theo ông thì vẫn có rất là nhiều những đoàn tùy tùng cũng như là bác sĩ, và thậm chí hiện tại thì phòng làm việc của ông là ở dưới tầng hầm của White House. Kế sát bên cạnh là nơi khu vực y tế, để mà có bất kỳ chuyện gì xảy ra thì ông vẫn có thể có được những sản phẩm y tế và sự hỗ trợ của bác sĩ. Nhưng mà sự về nhà của ông từ ngày hôm qua đến ngày hôm nay đã gây ra rất là nhiều tranh cãi. Lý do tại sao anh Đoàn Trọng? Là dĩ nhiên ông Tổng thống trở về lại nhà là phải tranh cãi rồi. Mà tất cả bao nhiêu người, Hồng Tứ nhìn lại kể từ ngày Hồng Tứ có mặt ở trên cái bục này với tôi mỗi buổi sáng thì chúng ta gắn liền với một cái dịch đến từ Vũ Hán. Đó là Covid-19. Và đầu tiên thì chúng ta chưa có cái chữ Covid-19, coronavirus. Và sau đó thì đổi lại thành Covid-19. Thì Hồng Tứ đã biết bao nhiêu người nằm xuống. Trên 200.000 người dân Hoa Kỳ đã bị có thể nói cướp đi cái tính mạng của họ. Bao nhiêu hàng triệu người dân đã gục ngã vì Covid-19. Bao nhiêu người gặp cái hoàn cảnh khó khăn, ly tán gia đình cũng vì Covid-19. Công việc đời sống bình thường trở đi, ngay cả Hồng Tứ, cả một cái đời sống đi học bình thường cũng bị gián đoạn cũng vì Covid-19. Bởi thế, không có gì mà chúng ta không thấy ngạc nhiên khi vị Tổng thống của Hoa Kỳ mà phải trở vào một cái quân y viện để điều trị về Covid-19. Thì khi lúc sự trở lại của ông làm cho người ta dấy lên nhiều câu hỏi. Nhưng mà đặc biệt khi Hồng Tứ đi vào chi tiết thì tôi cũng mạnh dạn trả lời. Hôm nay thì chắc chắn tôi phải nói rõ ràng tất cả những sự việc này, vì nó ảnh hưởng đến cá nhân tôi và ảnh hưởng đến những gì mà tôi là người cử tri đã bầu cho Tổng thống Donald Trump vào năm 2016. Tổng thống Donald Trump là vị Tổng thống của Hoa Kỳ. Ông được bao nhiêu tất cả những cái sự gọi là ưu đãi, gọi là lo lắng của tất cả những người dân Hoa Kỳ về sức khỏe của ông, vì ông là người lãnh đạo Hoa Kỳ cái mà. Ông trở về, nhưng cái việc trước tiên ông lấy đi cái khẩu trang. Ông đứng chào, ông đưa tay chào, ông lấy đi khẩu trang và ông tuyên bố đừng sợ. Việc trước tiên ông chưa thoát khỏi bệnh, chúng tôi vẫn lo sợ về sức khỏe của ông. Ông chỉ di chuyển từ quân y viện của Waterray trở về một cái hầm, và bên đó thì đội ngũ y tế đứng kề cận với ông 24/24. Và cái chữ tuyên bố của ông rằng đừng sợ. Tôi cảm thấy cái điều này nó không đúng với tất cả những gì mà chúng ta lo nghĩ. Chúng ta phải sợ.
Thật sự mà nói, chúng ta phải sợ vì Covid-19 này. Có thể, ông có thể nói là tôi không phải là tổng thống, tôi không phải là người viết diễn văn cho tổng thống, nên không nghĩ rằng tôi không có ý kiến. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ông nên nói là chúng ta hãy tin tưởng. Khi có bao nhiêu người được điều trị như ông, thông tướng nghĩ có ai được điều trị như ông không? Có những cái thuốc mà FDA chưa được chấp thuận, ông họ vẫn cho ông sử dụng. Và chưa hẳn ông chỉ là một người chưa hẳn ra khỏi rừng. Đó là lời tuyên bố của ông bác sĩ Colin. Bởi thế ông đã làm cho người ta hoài nghi về lý do chính trị, về lý do những cái gì mà trong tương lai sẽ đối diện với ngày 3 tháng 11. Và hiện nay thì tất cả mọi người dân Hoa Kỳ đều có cái quyền quyết định đó. Và những người mà có thể nói ủng hộ Tổng thống Donald Trump cũng có quyền ủng hộ ông. Và Tổng thống Donald Trump cũng cần phải làm những gì để cho người dân ủng hộ. Như ông đừng quên đi, hiện nay chúng ta đang đối diện với một đại dịch, và trong đó đã có sự ra đi mất mát rất lớn của những người dân Hoa Kỳ mà ông là vị Tổng thống. Bởi thế tất cả những sự kiện cần phải minh bạch rõ ràng. Ngay cả những vấn đề vào tối thứ năm thì ông đã biết được là người cố vấn của cao cấp của ông, đó là bà Hope Hicks, đã bị dương tính. Thế tại sao ông còn lại đi tiếp tục đến tại New Jersey để có một cái buổi vận động gây quỹ? Và ông biết rằng tất cả những người mà tiếp xúc với những người có dương tính thì phải bị cách ly và phải đi thử nghiệm lên. Và ông chờ sau khi ông đi về, ông mệt mỏi, lúc đó ông mới đi thử. Điều đó ông tin tưởng vào cái đội ngũ đứng chung quanh ông để ông nói đừng sợ. Nhưng mà chúng tôi, những người không có đủ phương tiện như vậy, chúng tôi phải lo sợ. Dạ. Thưa quý vị, nói rõ thêm về tuyên bố của Tổng thống Donald Trump sau khi ông rời khỏi Walter Reed, thì ông đã đăng trên tài khoản Twitter của ông hiện tại đang có là 87 triệu người theo dõi. Và ông nói rằng, tôi vừa rời trung tâm quân y quốc gia Walter Reed và đó thực sự là một trải nghiệm đặc biệt. Cùng với các bác sĩ, y tá, các kỹ thuật viên cấp cứu và tôi đã học được rất nhiều điều về COVID-19. Có một điều chắc chắn, đó là đừng để virus chi phối bạn, đừng sợ nó. Các bạn sẽ đánh bại nó, chúng ta có các thiết bị y tế tốt nhất, chúng ta có các loại thuốc tốt nhất. Tất cả đều được phát triển gần đây, đừng để nó thống trị bạn, đừng để nó chi phối cuộc sống của bạn và đừng để điều đó xảy ra. Đó là những gì Tổng thống Donald Trump tuyên bố. Ông tuyên bố sau khi đã trên 200.000 người đã gục ngã, bây giờ ông mới biết được rõ ràng tất cả những gì về Covid-19 sao. Điều này ông phải biết trong cái thời kỳ ông lãnh đạo quốc gia, kể từ khi bắt đầu những tin tức đến từ Vũ Hán. Điều này cho thấy rằng lẽ dĩ nhiên chúng ta không trách cứ một ai, nhưng lẽ dĩ nhiên chúng ta đừng có phải nói rằng là lo lắng về cho cá nhân của mình nhiều hơn là những người khác, mà trong đó là mình là những người được đại diện của người, cho những người đa số ở tại Hoa Kỳ này tín nhiệm vào chức vụ cao cấp nhất, đó là chức vụ Tổng thống Hoa Kỳ. Bây giờ thì Hồng Tứ để ý nhìn xem, ông ta hiện nay vẫn đang còn điều trị về dexamethasone. Ông ta cũng hôm nay ông cũng phải có thêm một liều remdesivir và tất cả những cái thuốc này có thể nói là cần phải có một số người theo dõi. Chúng ta nhìn thấy tất cả những người Việt của chúng ta ở đây, trong số những người ra đi, những người mắc bệnh Covid-19, gọi vào thì họ kêu điều trị ở nhà mà thôi. Không có cách ly, đừng có tiếp xúc với ai. Và có thể nói rằng chưa có một cái phương pháp nào cụ thể hóa để chúng ta ngăn ngừa và chữa trị Covid-19. Ngay của chúng ta gặp bác sĩ Michael Đào ở đây mỗi thứ sáu hàng tuần, ông cũng vẫn là những người nói chuyện qua điện thoại và chưa hẳn đã gặp mặt những người mà bị Covid lây lan, Covid-19. Bởi thế, đây là một trong những sự kiện mà chúng ta cần qua cái vấn đề Tổng thống nhiễm bệnh, chúng ta cần phải học hỏi và chúng ta cần phải lo lắng cho tương lai của chúng ta. Thưa quý vị, bây giờ thì chương trình Thế giới chuyển động sẽ được phép tạm ngừng ít phút cho phần thông tin thương mại. Hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ theo dõi. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua Thế giới chuyển động và trở lại tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề sức khỏe của Tổng thống Donald Trump. Hồng Tứ thấy theo tất cả các tin tức đánh đi thì các chuyên gia y tế họ cũng đang lo sợ cho sức khỏe của Tổng thống Donald Trump, phải không?
Đúng như vậy thưa quý vị, ngoài việc lo sợ về những vấn đề sức khỏe của Tổng thống Donald Trump, thì họ cũng gọi thông điệp mà ông đưa ra sau khi trở về từ bệnh viện Walter Reed, đó là một trong những thông điệp gây ra nguy hiểm. Theo tiến sĩ William Schaffner là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại trường y Đại học Vanderbilt, gọi thông điệp của Tổng thống là nguy hiểm vì nó đã khuyến khích những người ủng hộ ông bỏ qua các khuyến nghị cơ bản để giữ an toàn cho bản thân. Bài đăng Twitter của Tổng thống Donald Trump cũng có thể khiến cho một số người tin rằng COVID-19 đang trên đà suy giảm. Trong khi thực tế thì theo các chuyên gia cho biết, dịch bệnh phần lớn vẫn chưa được kiểm soát ở Hoa Kỳ và ca nhiễm vẫn đang tăng lên. Một trong những sự kiện quan trọng mà chúng ta cần phải biết đến đó là giới chuyên gia đã cho rằng COVID-19 đã chi phối cuộc sống của hàng triệu người, đặc biệt là những người da màu và những người gốc Mỹ Latin. Tỷ lệ tử vong của COVID-19 do người Mỹ da màu gấp đôi người Mỹ da trắng. Và giới chuyên gia nhận ra rằng mong muốn phục hồi kinh tế của Tổng thống, họ cũng cảnh báo rằng cho đến khi đất nước kiểm soát được virus, thì người dân sẽ được tiếp tục có thể khỏi bị lây nhiễm và nỗ lực mở cửa tất cả các trường học, doanh nghiệp cũng có thể nói là khỏi bị cản trở. Và về phía ông Joe Biden thì ông cũng đã đưa ra phản ứng mạnh mẽ khi Tổng thống Donald Trump nói rằng người dân không nên sợ COVID-19. Ứng cử viên Tổng thống đảng Dân Chủ ông Joe Biden đã nói khi tham gia vận động tranh cử ở Florida rằng ông có thấy bài tweet của Tổng thống Donald Trump và ông Biden cho rằng Tổng thống Donald Trump nên thử nói việc không sợ virus với hơn 205.000 gia đình đã mất người thân xem sao. Trong lúc đó thì chúng ta nói đến vai trò của đệ nhất phu nhân bà Melania Trump. Lẽ dĩ nhiên bà không phải là người lãnh đạo quốc gia, nhưng bà phải đi kề cận với người lãnh đạo quốc gia và kém may mắn cho bà đã bị lây nhiễm COVID-19. Thế thì bà Melania Trump bây giờ hiện nay như thế nào? Về phía đệ nhất phu nhân của Hoa Kỳ, bà Melania Trump đã viết trên trang Twitter vào ngày hôm qua rằng: "Gia đình tôi rất biết ơn những lời chúc và sự ủng hộ. Tôi cảm thấy khỏe và sẽ tiếp tục nghỉ ngơi tại nhà. Cảm ơn đội ngũ y tế và những người chăm sóc hậu cần khắp mọi nơi. Tôi cũng gửi lời chúc đến những người đang mắc bệnh hoặc có thành viên gia đình bị ảnh hưởng." Và đây cũng là một trong những lần hiếm hoi mà đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ bà Melania Trump lên tiếng sau khi Tổng thống Donald Trump và bà được xác nhận là dương tính với COVID-19. Quan chức Tòa Bạch Ốc xác nhận đệ nhất phu nhân sẽ không rời nơi cách ly để thăm Tổng thống do bà lo ngại nguy cơ lây nhiễm cho các nhân viên đặc vụ Hoa Kỳ cũng như các y bác sĩ tại trung tâm Walter Reed. Kính thưa quý vị, sau một cái buổi họp giới thiệu bà Barrett trở thành ứng cử viên cho chức vị dân thẩm phán của tối cao Pháp viện tại Vườn Hồng, sau đó thì tất cả đến bây giờ thì có những người nhân vật quan trọng, 3 vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa đã bị lây nhiễm COVID-19 và hiện nay đang được điều trị tại tiểu bang của họ. Ông Chris Christie là một trong những vị cựu thống đốc của tiểu bang New Jersey, là người bạn thân tín của Tổng thống Donald Trump và là một trong những người hiện nay đang có một cái thế lực mạnh trong cái cuộc tranh cử và ủy ban vận động tranh cử, và người phụ tá của ông cũng bị lây nhiễm COVID-19. Và rất nhiều người đã bị lây nhiễm COVID-19 từ White House. Và đến bây giờ thì chúng ta nói đến nội bộ của White House thì chắc có lẽ bây giờ ở đây trở thành một cái ổ dịch COVID-19. Việc trước tiên chúng ta phải nói đến cố vấn thân cận nhất của Tổng thống Donald Trump, đó là Hope Hicks, hiện nay cũng đang điều trị COVID-19. Và ngày hôm qua thì thêm một người mà có thể nói là thư ký báo chí của Tổng thống Donald Trump cũng bị lây lan COVID-19. Đúng như vậy thưa quý vị, thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc đó chính là bà Kayleigh McEnany đã viết trên trang Twitter xác nhận là đã bị COVID-19. Hai người cấp dưới của McEnany bao gồm có Chad Gilmerton cùng với lại Caroline Levitt cũng đã xét nghiệm dương tính. 3 thành viên nhóm báo chí chuyên trách Tòa Bạch Ốc và một nhân viên làm việc ở khu báo chí cánh tay tuần trước cũng đã được xác nhận là nhiễm bệnh. Và các phóng viên cũng như các phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc làm việc cùng nhau, họ làm trong những không gian rất là đông đúc, chật hẹp nên thường phải tiếp xúc ở khoảng cách gần và khiến nhiều người lo lắng khi cụm dịch COVID-19 bắt đầu lây lan rộng rãi ngay tại Tòa Bạch Ốc. Vâng, kính thưa quý vị, hình ảnh của Tổng thống Donald Trump trở lại White House để cho chúng ta thấy rằng có thể nói ông đã vượt qua được những cái khó khăn, nhưng điều đó ông chưa được ra khỏi cái cơn rừng của COVID-19. Việc trước tiên ông đã không có mặt thường xuyên ở văn phòng bầu dục nơi làm việc thường trực của ông, nhưng bây giờ thì văn phòng của ông đặt ở đâu? Hiện tại, Tổng thống Donald Trump được bố trí làm việc ngay tại tầng hầm và sát bên cạnh đó là phòng y tế. Một nguồn tin được tiếp cận thông tin vào ngày hôm qua cho hay sau khi xuất viện thì Tổng thống Donald Trump dự kiến làm việc tại một văn phòng tạm thời được đặt tại phòng bản đồ và phòng tiếp tân ngoại giao trong tầng hầm của Tòa Bạch Ốc. Văn phòng tạm thời của Tổng thống sẽ đặt ngay cạnh phòng y tế của Tòa Bạch Ốc, sẽ giúp ông được các bác sĩ, thiết bị y tế chăm sóc và hỗ trợ kịp thời. Trước khi chúng ta nói đến sức khỏe của Tổng thống Donald Trump trong tương lai như thế nào thì chúng ta phải đặt kỳ vọng tới cái cuộc tranh luận lần thứ hai giữa hai ứng cử viên Tổng thống của Dân Chủ và Cộng Hòa. Nhưng bây giờ thì tối mai một trong những sự kiện cũng quan trọng mà hai người đều được coi như là xem đã thử nghiệm và có âm tính chứ không phải là dương tính. Bởi thế ngày mai vào lúc
và hình như là lúc 7 giờ tối thì sẽ có một cái cuộc tranh luận giữa ông Mike Pence, phó tổng thống, và bà ứng cử viên phó tổng thống đó là Kamala Harris. Cuộc tranh luận sẽ diễn ra ở tại tiểu bang Utah thời biểu, và tất cả những hoạt động vào ngày mai như thế nào? Thưa quý vị, hai ứng cử viên cho chức vụ phó tổng thống bao gồm có phó tổng thống đương nhiệm ông Mike Pence cùng với lại bà Kamala Harris sẽ bị ngăn cách bởi một tấm kính trong buổi tranh luận vào ngày mai. Cuộc tranh luận giữa hai ứng cử viên cho chức vụ phó tổng thống Hoa Kỳ cùng đó là ông Mike Pence và bà Kamala Harris sẽ diễn ra ở ngay tại Đại học Utah, thành phố Salt Lake, tiểu bang Utah. Một nguồn tin vào ngày hôm qua cho hay hai ứng cử viên sẽ được ngăn cách với nhau bởi một tấm kính. Ủy ban tranh luận tổng thống đã ra quyết định đặt một tấm kính vào ngày 5 tháng 10 sau khi thảo luận cùng với lại các chuyên gia tư vấn về vấn đề y tế. Tổ chức này tuần trước cũng đã thông qua quy định mới về khoảng cách giữa hai ứng cử viên khi tranh luận. Theo đó, thì ông Mike Pence cùng với lại bà Harris sẽ được yêu cầu ngồi cách xa nhau là 3,7 mét, thay vì là 2,1 mét như trước đây. Kính thưa quý vị, nguồn tin chính thức đến từ White House cho biết rằng Tổng thống Donald Trump hiện nay đang vướng phải COVID-19, nhưng ông vẫn có một cái quan điểm là tiếp tục cuộc tranh luận với ứng cử viên của đảng Dân Chủ vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Tất cả những chi tiết đến như thế nào, thưa ông Tức? Về phía một trong những người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc là Tim Mattel, làm một trong giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump, đã cho biết Tổng thống dự định tham dự cuộc tranh luận kế tiếp, tức là vào ngày 15 tháng 10. Bình luận được đưa ra chưa đầy một tiếng sau khi Tổng thống Donald Trump rời Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed. Cuộc tranh luận Tổng thống lần thứ hai sẽ diễn ra tại Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Adrian Arts ở ngay tại thành phố Miami, tiểu bang Florida. Và đây đã là nơi tổ chức các cuộc tranh luận đầu tiên của đảng Dân Chủ trong vòng sơ bộ vào năm ngoái. Cuộc tranh luận lần thứ hai này khác hẳn cuộc tranh luận lần thứ nhất cho Chris Wallace đã đứng ra điều hành. Ủy ban tranh luận đã đưa ra một cái cuộc họp giống như town hall meeting ở tại một cái tòa thị chính được diễn ra có thể nói gần Miami. Và tất cả những người dân ở trong khu vực này đều ghi danh để được đứng ra gặp gỡ hai ứng cử viên và đặt câu hỏi với hai ứng cử viên. Dạ. Về phía Rudy Giuliani là luật sư riêng của Tổng thống Donald Trump thì ông cũng nói rằng không có lý do gì để hoãn tranh luận Tổng thống sắp tới. Luật sư Giuliani là người cố vấn chuẩn bị tranh luận cho Tổng thống nhận định cuộc tranh luận tiếp theo giữa Tổng thống Donald Trump cùng với lại ông Joe Biden rất có thể vẫn diễn ra theo kế hoạch nếu như tình hình sức khỏe của Tổng thống tiếp tục cải thiện. Theo khảo sát hiện nay thì có bao nhiêu tiểu bang đã bắt đầu có nghĩa là cái cuộc bầu cử đã diễn ra rồi? Theo một bài khảo sát, hiện tại có 26 tiểu bang, hơn 3 triệu người đã bỏ phiếu khi cuộc bầu cử tổng thống chưa còn đầy một tháng nữa, tức là quý vị nhớ ngày 3 tháng 11 tới đây. Cuộc khảo sát với giới chức bầu cử ở các tiểu bang do CNN và công ty nghiên cứu Edison Research tiến hành được công bố kết quả, 10 tiểu bang nằm trong danh sách được đánh giá là khốc liệt nhất đã thu được hơn 2 triệu phiếu bầu. Trong đó thì 6 tiểu bang bao gồm Florida, Iowa, Maine, Nebraska, North Carolina và Pennsylvania cũng đã cung cấp dữ liệu về đảng phái, với hơn một nửa số phiếu được gửi đi thuộc về đảng Dân Chủ. Là như nhiên, cuộc bầu cử đã tiếp tục diễn ra ở tất cả những tiểu bang mà Hồng Tứ vừa mới đưa ra. Tuy nhiên, điều này cho biết rằng là không có giúp gì trong việc chúng ta có thể dự đoán được trước kết quả của cuộc trong thời gian vào lúc mà chúng ta đã thấy thực hiện những cái cuộc bầu cử tại những tiểu bang này. Tất cả các cuộc thăm dò, bởi thăm dò thì cho thấy những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump sẽ bỏ phiếu trực tiếp vào ngày bầu cử. Theo dữ liệu, tại 37 bang, tổng cộng có hơn 32 triệu yêu cầu cung cấp phiếu bầu đã được gửi đến. 43 triệu phiếu bầu khác cũng đã được tự động phân phát cho các cử tri đủ điều kiện ở 9 tiểu bang. Cũng giống như ở tại thủ đô Washington DC, ít nhất là 5 triệu phiếu ở Ohio, Arizona và hai bang đó là hai tiểu bang chiến trường rất là quan trọng, bắt đầu được gửi đi lần lượt vào ngày 6, 7 tháng 10 vừa qua, trùng ngày với lịch bỏ phiếu trực tiếp sớm hơn. Thưa quý vị, bây giờ thì chương trình của chúng ta sẽ tạm ngừng trong vòng ít phút. Hồng Tứ hy vọng rằng quý vị vẫn sẽ theo dõi. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Venus Ginseng đang là một tên tuổi được giới thiệu và khuyến khích sử dụng. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Sở dĩ Venus Ginseng có thể mang lại những công dụng tuyệt vời cho sắc đẹp và sức khỏe như vậy là do sự kết hợp của những dưỡng chất tinh túy như glutathione là chất chống oxy hóa của cơ thể, giúp chống lại gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa, cho làn da và cơ thể khỏe mạnh, tươi trẻ hơn. Tiếp đến là vitamin C và tinh chất hạt nho,
làm giảm việc sản xuất melanin, giúp cho da trắng sáng hơn. Ngoài ra, Venus Ginseng còn có chứa tinh chất collagen và hyaluronic acid, giúp làn da khỏe mạnh, tươi mới, đặc biệt là làn da bị ảnh hưởng do mất nước, mệt mỏi, ô nhiễm và tuổi tác. Và cuối cùng là tinh chất hắc sâm 6 tuổi, chứa hợp chất saponin, là một tinh chất bảo vệ sức khỏe và duy trì tuổi xuân. Và saponin giúp cho thúc đẩy quá trình tái tạo máu và tăng cường oxy, giúp cho mạch máu lưu thông tốt nên có tác dụng làm da căng hồng và tươi sáng. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1888-680-6689. Hoặc quý vị cũng có thể order online ở website www.sethomeshopping.com. Quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Thế giới chuyển động của đài truyền hình SET TV. Thưa quý vị, trong những ngày tới đây thì các giải thưởng liên quan đến giải Nobel, ngày hôm qua thì chúng ta đã biết đến những nhân vật nhận được giải Nobel về y học, và ngày hôm nay là những nhân vật nhận được giải Nobel về vật lý. Giải thưởng này năm nay sẽ được trao cho các nhà khoa học bao gồm có Rachel Penrose, Reinhold Genzel và Andrea Guest, là những khám phá của họ về lỗ đen của vũ trụ đã được chứng nhận. Rogan Hansen, thư ký của Viện Hàn Lâm Khoa học Hoàng gia ngay tại Thụy Điển, cho biết tại buổi lễ hôm thứ Ba ở Stockholm rằng giải thưởng năm nay là về những bí mật đen tối nhất của vũ trụ. Trong những người được nhận một cái gọi là cái danh dự nhất về ngành vật lý, kính thưa quý vị, năm nay đó là Penrose, một trong những giáo sư tại trường Đại học Oxford của tại Anh. Người từng làm việc với Stephen Hawking và đã được trao một nửa giải thưởng, một nửa còn lại thì được trao cho Genzel và Guest. Và Tom McLeish cũng là giáo sư triết học tự nhiên tại Đại học York, đã nói với Trung tâm Truyền thông Khoa học ở London cho biết Penrose, Genzel và Guest đã cùng nhau cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều phát hiện về lỗ đen rất đáng kinh ngạc về mặt toán học và sự tồn tại của nó. Hồi còn đi học thì cô có thích vật lý hay không ạ? Hồng Tứ thì thích về chemistry nhiều hơn. Thích về hóa học nhiều hơn. Yeah. Tôi thì rất dở nhất về vật lý với là hóa học vì tôi không thể nào cân bằng phản ứng được. Nghĩa là nó cứ lộn hóa đi hoài. Bởi thế khi nghe đến vật lý tôi hơi lo sợ. Đến bây giờ thì tất cả những sự kiện liên quan đến vấn đề Hoa Kỳ, đặc biệt hôm nay chúng ta cần phải chia sẻ với khán thính giả điều gì? Thưa quý vị, vào ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới của tòa án tối cao thì các thẩm phán Clarence Thomas cùng với lại Samuel Alito đã đưa ra những lời chỉ trích gay gắt đối với vụ kiện Obergefell cùng với lại Hodge, khi chính vụ kiện này đã mở đường cho việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trên toàn quốc. Thomas đã nêu lên ý nghĩa tự do tôn giáo của quyết định này và viết rằng tiền lệ cho phép các tòa án và chính phủ coi những người phản đối tôn giáo về hôn nhân đồng tính là những kẻ cố chấp. Cuộc tấn công nhanh chóng đã làm dấy lên lo lắng từ những người theo hướng tiến bộ và các nhà hoạt động vì quyền LGBTQ rằng tòa án hiện không có cố thẩm phán là bà Ruth Ginsburg sẽ cố gắng loại bỏ tiền lệ và tiếp tục xu hướng phán quyết ủng hộ những người bảo thủ tôn giáo. Gần đây thì chắc Hồng Tứ có thể nói không theo dõi nhiều tất cả những cái diễn biến diễn ra ở ngoài đường phố vì Covid-19. Yeah. Nhưng gần đây qua cái ngày kề cận đến ngày bầu cử thì chúng ta thấy những cái cuộc diễn hành và những cái sự gọi là xung đột giữa những người khác cái quan điểm chính trị của họ có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Bởi thế chúng ta cần quan tâm và nghĩ rằng là vấn đề luật lệ và hiến pháp Hoa Kỳ đã quy định cho những gì chúng ta có thể làm được và chúng ta nên theo đó để đừng có lao vào những cái cuộc có thể nói là đụng độ một cách là không có đã mang lại cái kết quả gì hữu ích cho cá nhân của mình giống như đời sống của mình. Bây giờ thì chúng ta nhìn sở dĩ tôi nêu điều đó là vì một sĩ quan cảnh sát ở tại Texas đã bị bắt vì buộc tội giết người sau khi bắn chết người đàn ông da đen, lại có vấn đề người da đen ở trong cái công việc này. Thưa quý vị, người đàn ông da đen 31 tuổi bị bắn chết trong khi anh can thiệp vào một cuộc tranh chấp. Cảnh sát đường phố John Lucas đã bắn chết anh Jonathan Price khi đang trả lời một cuộc gọi vào cuối tuần trong một cuộc điều tra được tiến hành. Trong khi đó, thì các công tố viên ở North California đã mở một cuộc điều tra về cái chết năm 2009 của Rand Oscar dưới bàn tay của các sĩ quan Bay Area Rapid Transit sau khi cuộc gọi từ gia đình của Rand được đưa ra. Grant là một người đàn ông da đen đã bị bắn chết khi nằm úp mặt trên một sân ga ở Oakland. Và ngay tại Louisville, Kentucky, một bồi thẩm đoàn thứ hai liên quan đến vụ án Breonna Taylor được cho là đã đến gặp một nhà hoạt động trong khu vực và muốn nói chuyện về các cuộc thảo luận liên quan đến vụ án nói trên. Trong những cái thời gian mà vào thập niên 80 thì làn sóng những người Việt vượt biên đi đến tìm cái quốc gia thứ ba để cư ngụ, trong đó có Hoa Kỳ. Thì Hoa Kỳ mỗi khi mà chúng tôi được nhận để mà ra tuyên thệ nhận vào
đi đến định cư tại Hoa Kỳ phải đưa tay thề là chúng tôi không phải là thành viên của Đảng Cộng sản. Bởi thế ngày hôm nay thì chúng ta không lấy làm lạ gì khi Hoa Kỳ siết chặt tất cả các quy định cấm đảng viên Cộng sản xâm nhập hay là nhập tịch Hoa Kỳ. Thưa quý vị, tuy việc Hoa Kỳ đã không cấp visa cho các đảng viên Cộng sản là một điều đã có từ lâu, nhưng mà sách hướng dẫn mới đây của Sở Di trú là để yêu cầu các nhân viên di trú thực hiện chính sách này một cách gắt gao hơn. Vào ngày 2 tháng 10, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ có tên gọi tắt là USCIS đã ban hành hướng dẫn về thực thi luật nhập cư, ngăn không cho các thành viên của một đảng Cộng sản hoặc của một đảng chuyên chế tương tự được cấp quy chế thường trú nhân hoặc được nhập tịch Hoa Kỳ. USCIS nói đây là một phần của một bộ luật lớn hơn đã được Quốc hội thông qua nhằm đối phó các mối đe dọa đối với an ninh và an toàn của Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, hành động này diễn ra giữa bối cảnh căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Mặc dù thông báo này không nêu đích danh Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhưng vẫn có 90 triệu đảng viên, nhưng đó cũng là dẫn đến một khía cạnh mới trong cuộc đối đầu, có thể nói trực tiếp giữa Bắc Kinh và Washington. Về phía Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông Mike Pompeo thì cũng đã có một buổi gặp gỡ với Ngoại trưởng Australia, Ấn Độ và Nhật là nhóm họp ở ngay tại Tokyo để bàn về sáng kiến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do rộng mở nhằm đối phó với Trung Quốc. Cuộc họp diễn ra tại Tokyo theo hình thức gặp mặt trực tiếp với sự tham gia của Ngoại trưởng Mike Pompeo, Ngoại trưởng Nhật Bản là Motegi, Ngoại trưởng Australia Payne và Ngoại trưởng Ấn Độ Jai Shankar. Và đây là một cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Ngoại trưởng kể từ khi đại dịch COVID-19 bắt đầu. Ông Mike Pompeo cho biết bốn nước đã hy vọng sẽ đạt được một số thành tựu quan trọng trong cuộc họp, nhưng không nói rõ chi tiết là gì. Các quan chức Nhật Bản cho hay họ cũng sẽ thảo luận về tác động COVID-19, thêm rằng Nhật Bản và Hoa Kỳ đã và đang hợp tác cùng với lại những nước có cùng chí hướng chia sẻ mối lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, ngày nay thì chúng ta không còn nghi ngờ gì về vấn đề bang giao giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cũng giống như là bán đảo Hồng Kông đã có những vấn đề rạn nứt một cách rất là to lớn. Cơ quan ngoại giao của Hoa Kỳ tại Hồng Kông đã phản đối hoàn toàn Trung Quốc hạn chế hoạt động của ông Tổng lãnh sự Handsome Smith, cho rằng điều này đã vi phạm tự do cá nhân. Về phía quan chức của Trung Quốc cho biết lệnh cấm của Hoa Kỳ và ứng dụng TikTok cũng như WeChat đã vi phạm quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nguồn tin dẫn lời các quan chức Trung Quốc tại cuộc họp của Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết các biện pháp này không phù hợp với quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới hạn chế các dịch vụ thương mại xuyên biên giới và vi phạm những nguyên tắc mục tiêu cơ bản trong hệ thống thương mại đa phương. Quan chức Trung Quốc cho biết việc Hoa Kỳ không cung cấp bằng chứng cụ thể cho các lệnh cấm TikTok và WeChat là sự vi phạm rõ ràng các quy tắc. Trong khi đó, thì quan chức Hoa Kỳ lên tiếng bảo vệ hành động này, cho biết lệnh cấm phản ánh để nhằm giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia. Kính thưa quý vị, trong lúc đó thì Bộ An ninh Nội chính đã kết thúc đánh giá mối đe dọa nội địa lần đầu tiên. Một báo cáo toàn diện được thiết kế để giáo dục công chính về những mối đe dọa lớn nhất mà đất nước phải đối mặt. Báo cáo thu được lần đầu tiên nêu ra mối đe dọa lớn do Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Nga gây ra, đồng thời xác định những kẻ cực đoan da trắng là mối đe dọa dai dẳng và gây chết người nhất trong tất cả các nhóm cực đoan bạo lực ở trong nước. Trở lại với tình hình ngay tại Iran, hai tên lửa đã rơi gần vùng xanh nơi tập trung nhiều cơ quan quân sự và ngoại giao ở Baghdad, gồm Đại sứ quán Hoa Kỳ nhưng không gây ra thương vong. Bộ Quốc phòng Iraq hôm nay đã ra thông báo cho biết rằng hai quả phản lực ở ngay tại khu vực này, theo kiểu Katyusha, đã rơi xuống khu vực Jadiria gần vùng xanh vào tối ngày 4 tháng 10. Một trong hai quả đạn rơi gần khách sạn Babylon, địa điểm thường được dùng cho các cuộc họp chính phủ nhưng rất may mắn là không gây ra thương vong. Thưa quý vị, bây giờ thì chương trình của chúng ta sẽ tạm ngừng trong vòng ít phút trước khi gửi đến cho quý vị những thông tin tiếp theo. Có được làn da mịn màng, trắng hồng, rạng rỡ, căng tràn sức sống là niềm mơ ước của hầu hết các cô gái và phụ nữ. Để giữ cho cơ thể trẻ, khỏe và đẹp, chúng ta có Venus Ginseng, được xem là dược thảo thanh xuân dành cho phái đẹp, đặc biệt là phụ nữ bước vào giai đoạn tuổi trung niên. Đây cũng là sản phẩm đến từ Hoa Kỳ. Xin quý vị hãy gọi cho International Home Shopping để đặt mua cho mình Venus Ginseng ở số điện thoại 1-888-680-6689. Hồng Tư rất cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục giữ màn ảnh của đài truyền hình SETTV và quay trở lại với chương trình Thế giới chuyển động. Tiếp tục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại với những con số về số ca lây nhiễm cũng như số người đã tử vong gây ra do đại dịch COVID-19.
Thưa quý vị, trong vòng một ngày vừa qua thì số ca lây nhiễm trên toàn thế giới đã tăng thêm 333.369 ca, nâng tổng số lên 35.777.844 ca lây nhiễm, với số người tử vong tăng thêm 7.084 người, con số hiện tại đang là 1.049.700 người, với tổng số người hồi phục là 26.907.997 người. Riêng tại Hoa Kỳ, trong vòng 24 tiếng thì số ca lây nhiễm đã tăng thêm 42.164 ca, đưa tổng số lên 7.680.028 người, với số ca tử vong tăng thêm 413 ca, tổng số hiện tại đang là 215.039 ca, và số người hồi phục được ghi nhận là 4.895.291. Tiểu bang California, số ca lây nhiễm tăng thêm 3.123 ca, đưa tổng số lên 835.971 ca lây nhiễm, với số người tử vong tăng thêm 31 người, tổng số hiện tại đang là 16.178. Quận Cam, số ca lây nhiễm tăng thêm 120 ca, đưa tổng số lên 54.760, với số người tử vong tăng thêm 1 người, con số hiện tại đang là 1.287. Quận Santa Clara, số ca lây nhiễm tăng thêm 108, con số hiện tại đang là 21.926, với số người tử vong tăng thêm 1 người, con số hiện tại đang là 345. Nếu con số ngoài 100 người bị lây lan COVID-19 ở tại quận Cam của chúng ta thì có thể nó chỉ trong vài ngày nữa. Hy vọng rằng tất cả những điều lệ áp đặt cho quận Cam, ví dụ như là chỉ có 25% vào tất cả những cái nhà hàng, vào những cái nơi như là siêu thị hoặc là những nơi mua bán đồ, thì có thể được giải tỏa bởi con số lên tới 50%. Nếu những cái con số mà Hồng Tứ đọc mỗi buổi sáng cho biết, mỗi buổi sáng nếu cứ tiếp tục như vậy, nó không đi quá những cái con số mà có thể nói tới 4 người trên 10.000 người. Dạ. Đấy là một cái tin mừng cho tất cả những gì mà chúng ta quan tâm đến COVID-19. Bây giờ thì quý vị cho phép chúng tôi trở lại Việt Nam. Một trong những sự kiện mà chúng tôi muốn đề cập, kính thưa quý vị, dân số Việt Nam ngày nay có thể nói lên tới 100 triệu người. Trong lúc đó thì con số đảng viên có thể nói ở giữa từ 3 triệu cho đến 5 triệu người. Như vậy chưa nắm được cái đa số của người dân. Nhưng chắc quý vị đã biết, đến Việt Nam thì chúng ta luôn luôn thấy cái chữ là Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm hết tất cả những cái nơi nào mà chúng ta có cái tầm nhìn đến đó. Bây giờ thì chúng ta nói đến vào năm 2021 sẽ có một kỳ đại hội đảng, và đây là một trong những đại hội đảng lớn nhất để quyết định tất cả những ai sẽ đứng ra lãnh đạo quốc gia Việt Nam. Trong lúc đó thì công chúng Việt Nam ngày nay càng có nhiều dấu hiệu cho thấy rằng họ bất bình về vấn đề tài chính đưa ra chi tiêu cho đại hội đảng, đặc biệt một vài các tỉnh có thể nói đã đi đến con số lạm dụng quá nhiều. Gần một tuần nay thì dư luận tại Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội sự bất bình và tức giận của họ về việc nhiều tỉnh đã chi hàng tỷ đồng để mua trang phục, quà lưu niệm hoặc phụ kiện để phục vụ các đại biểu dự đại hội đảng cấp địa phương. Tin cho hay thì Ninh Bình đã chi 1 tỷ đồng để mua cặp đựng tài liệu cho đại biểu dự đại hội đảng ngay tại tỉnh Ninh Bình. Tương tự thì Hà Tĩnh cũng đã chi hơn 2 tỷ đồng mua 700 chiếc cặp da đựng tài liệu. Lâm Đồng và Gia Lai cũng đã chi lần lượt mỗi tỉnh khoảng 1 đến 2 tỷ đồng để mua cặp. Bên cạnh đó thì theo các báo cáo, Tuyên Quang cũng đã dự kiến chi 2,5 tỷ đồng để may trang phục cho các đại biểu dự đại hội đảng của tỉnh. Hoa Kỳ và Việt Nam cũng đang tăng cường hợp tác về một số liên quan đến môi trường. Ngày 5 tháng 10 vừa qua thì hai quốc gia đã thảo luận tăng cường hợp tác về môi trường, khoa học, y tế và tất cả các vấn đề công nghệ. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Washington mở rộng giao tiếp với khu vực sông Mekong và gia tăng hợp tác với Việt Nam để giải quyết vấn đề an ninh y tế toàn cầu, nạn đánh cá bất hợp pháp, nạn buôn lậu động vật hoang dã, bảo vệ không khí, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường tại Biển Đông và sông Mekong, cũng giống như tất cả những quốc gia có chung cùng biên giới với Việt Nam. Về phía Cambodia thì họ đã cho phá hủy hai cơ sở hải quân do Hoa Kỳ xây dựng. Theo hãng Reuters, dẫn nguồn từ chính phủ Cambodia cho biết rằng Cambodia đã san bằng một tòa nhà do Hoa Kỳ xây dựng trên căn cứ hải quân lớn nhất để mở rộng thêm và sẽ di dời cơ sở này sang địa điểm khác. Hoa Kỳ cho biết họ lo ngại về các nguồn tin cho rằng cơ sở chỉ huy chiến thuật của hải quân Cambodia do Hoa Kỳ tài trợ tại Rom đã bị phá vỡ và yêu cầu chính phủ Cambodia giải thích lý do tại sao. Trước đó thì hãng tin Nikkei Asia đã dẫn lời một quan chức hải quân cấp cao của Cambodia cho biết Trung Quốc đang giúp đỡ việc mở rộng cảng Rom, nhưng ông Chum Sochit cũng nói rằng Trung Quốc không trợ giúp cho việc này. Kính thưa quý vị, trở lại cuộc chiến tranh giữa hai quốc gia, chúng tôi tạm gọi là chiến tranh vì vấn đề gọi là đụng độ giữa hai quốc gia càng ngày càng gia tăng giữa hai biên giới của Armenia và Azerbaijan. Bây giờ thì đến phiên tổng thống của Azerbaijan đã yêu cầu lời xin lỗi sau khi tổng thống Pháp Macron đã cho rằng phiến quân Syria đang chiến đấu ở Nagorno-Karabakh.
Tổng thống của Pháp, ông Macron, vào tuần trước đã nói rằng những tay súng thuộc các nhóm phiến quân Syria đã quá cảnh tại Thổ Nhĩ Kỳ để tới chiến đấu ở Nagorno-Karabakh, nơi xảy ra xung đột quân sự giữa Armenia cùng với lại Azerbaijan. Lãnh đạo Pháp đã cảnh báo đây là diễn biến mới rất nghiêm trọng, cho biết đã đồng ý với Tổng thống Nga là ông Putin cùng với lại Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump, về trao đổi thông tin tình hình treo giao tranh giữa hai quốc gia. Tổng thống của Azerbaijan là Aliyev đã nói trong một cuộc phỏng vấn rằng không có lính đánh thuê nào ở đây, chúng tôi có quân đội 100.000 người, tôi yêu cầu phía Pháp xin lỗi và phải có trách nhiệm với tuyên bố của họ. Armenia cũng đã cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ đưa lính đánh thuê đến hỗ trợ đồng minh Azerbaijan trong xung đột tại Nagorno-Karabakh. Đến bây giờ thì Hồng Tứ cho biết thêm về vấn đề TikTok và WeChat, đến bây giờ thì có còn được lưu hành ở tại Hoa Kỳ hay không? Thưa quý vị, về vấn đề TikTok và WeChat thì giống như lúc nãy Hồng Tứ cũng nói là về phía Trung Quốc thì họ đưa ra những phản ánh và cho rằng những quyết định của Hoa Kỳ hiện tại đang vi phạm về gọi là WTO, vi phạm những cái luật của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng mà đến hiện tại thì vẫn chưa có một câu trả lời cuối cùng là không biết công ty nào sẽ mua được lại TikTok. Cũng vẫn chưa có biết là ai là sẽ người là ông chủ của TikTok và WeChat. Dạ. Yeah. Và wow, cái này cũng là hay. Nhưng mà phần lớn những người ở Hoa Kỳ này bây giờ thì họ cũng bắt đầu biết cách sử dụng TikTok và là WeChat rồi phải không? Dạ. Bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những cái vấn đề quan trọng, đó là vấn đề Israel. Chắc lại từ lâu chúng ta đã biết rằng Israel, tuy nhiên là Do Thái ở tại thủ đô Tel Aviv, đã dời về Jerusalem. Họ nghĩ rằng có thể lúc nào họ cũng gánh chịu tất cả những cuộc pháo kích đến từ Palestine hoặc là đến từ Iran. Tất cả những cái vấn đề gọi là phòng thủ ở trên không của Do Thái, đây là một trong những vấn đề quan trọng. Bởi thế hiện nay thì lục quân Hoa Kỳ đang đảm nhiệm cái phần nào gọi là bảo vệ bầu trời trên của Jerusalem cũng giống như là Do Thái. Về phía lục quân Hoa Kỳ thì ngày hôm nay họ đã nhận tổ hợp phòng thủ có tên là Iron Dome, tạm dịch là vòm sắt. Đây là một trong những tổ hợp đầu tiên trong hai hệ thống được đặt hàng từ Israel từ tháng 8 năm 2019. Bộ Quốc phòng của Israel vào ngày hôm qua cho biết đã bàn giao xong Iron Dome đầu tiên cho lục quân Hoa Kỳ, nhưng chưa khẳng định là liệu lá chắn phòng thủ này có phù hợp với tầm nhìn hiện đại hóa của lục quân Hoa Kỳ hay không. Hãng Rafael của Israel cho hay tên lửa đánh chặn có tên Tamer của hệ thống phòng thủ này sẽ do tập đoàn Raytheon của Hoa Kỳ sản xuất, đủ sức để đối phó với mối đe dọa cách nơi bố trí của tổ hợp Iron Dome khoảng 64 cây số. Bây giờ thì chúng ta trở lại quận Cam của chúng ta. Quận Cam có gì lạ không Hồng Tử? Cái này chắc phải hỏi anh Đoàn Trọng, là phải hỏi là coi quận Cam chúng ta có gì lạ thưa anh. Vâng, chắc là quận Cam sẽ có nhiều chuyện có thể nói làm cho chúng ta không ngờ rằng là quận Cam có thể nói đã từng bước vượt qua Covid-19, có biết có được kết quả hay không. Nhưng mà tất cả những sự sinh hoạt thì có thể nói là khác biệt những gì mà chúng ta đã đối diện với trong những ngày đầu của Covid-19 và sau khi cái lệnh gọi là không có được đi lại. Unlimited travel ở tại quận Cam. Ngày hôm nay mỗi buổi sáng như trên con đường đi làm thì tôi thấy xe cộ đã tấp nập hơn. Tất cả những cái con đường chính như là con đường Euclid, con đường Broadhurst thì có thể nói lực lượng mực độ giao thông xe đông hơn lúc trước rất nhiều. Nhưng đó không phải là một cái yếu tố chính để cho thấy sự trở lại của quận Cam. Nhưng mà hôm qua ngày Chủ nhật và thứ Bảy thì tôi có cái điều kiện đi đến một vài cái nơi để xem sự sinh hoạt chung. Thì đặc biệt thì chúng ta phải nói South Coast Plaza cũng là một trong những cái sự sinh hoạt mà có thể nói dồn dập, rất là nhộn nhịp. Thì bởi thế khi hỏi Bosa có gì lạ hoặc là quận Cam có gì lạ thì chúng ta từng bước trở lại cái đời sống bình thường. Cảm ơn anh. Thưa quý vị, đến đây thì chương trình Thế giới chuyển động cũng đã hết thời gian. Hồng Tứ và anh Đoàn Trọng xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay và chúc cho quý vị có một ngày thật là nhiều sức khỏe và thật nhiều bình an. Hẹn gặp lại tất cả quý vị khán giả vào chương trình ngày mai cũng trên hệ thống của đài truyền hình SET TV. Xin được gửi lời chào.